viên viên ba tuổi rưỡi được người cha giàu nhất nhận về nhà từ nhỏ ăn mày lắc mình một cái trở thành đại tiểu thương nhà giàu Sửa là một phút tinh nhỏ sau khi về nhà người cha giàu nhất vốn còn vì nguy cơ công ty mà khổ não lập tức nhập sổ hơn một tỷ ảnh hậu mẫu thân khuôn mặt tiêu tụy triền miên trên giường bệnh liền khôi phục khỏe mạnh mỹ mạo đại ca nghiên cứu khoa học bị trọng thành quả kỹ thuật không cần tốn nhiều sức liền tự chứng minh trong sạch bắt được tên trộm bởi vì hiểu lầm nhị ca cùng mùi mùi đoàn sữa bị bôi nhọ tham gia oa tống từ người người hô đánh tới toàn mạng bùng nổ tam ca học dốt không nghề nghiệp vì mùi mùi hăng hái trở thành học bá tứ ca trầm cảm ngồi xe lăn dưới sự chữa khỏi của mùi mùi lấy lại nụ cười trở nên tươi sáng còn có ngũ ca lục ca phàm là người viên viên thân cận đều vận rủi tiêu tán vận may liên tục vì thế tiểu sử đoàn được ba mẹ cùng sáu vị ca ca cưng chiều từ khóa tiểu thuyết Túi sữa cá chép gấm 3 tuổi rưỡi, 6 người anh trai tranh nhau sủng không đạn cửa sổ Túi sữa cá chép gấm 3 tuổi rưỡi, 6 người anh trai tranh nhau sủng txt toàn tập đao loa Túi sữa cá chép gấm 3 tuổi rưỡi, 6 người anh trai tranh nhau sủng Chương 1 Thúc thúc cầu ngươi đừng đánh hình cầu Bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 1 Chú cầu xin chú đừng đánh viên viên Tiên sinh làm ơn cho chút tiền đi tôi và cháu gái đã ba ngày không ăn cơm rồi mỹ nữ giúp chúng tôi đi cho năm đồng mua bánh bao ăn là được chạng vạn mùa đông gió lạnh thấu xương một con phố ở trung tâm thành phố a một đôi ông cháu quần áo tả tơi đang đón gió lạnh đi ăn xin người qua đường lão nhân thoạt nhìn khoảng sáu bảy mươi tuổi tóc hoa râm trên người cuốn một cái áo bông cũ mà tiểu cô nương hắn lôi kéo chỉ có ba bốn tuổi gầy gò nho nhỏ tóc cùng mặt đều bẩn hề hề, con mắt giấu ở dưới mái tóc vỡ rỗng tuyết vô thần, bởi vì trên người chỉ mặc một cái áo len rách, hai bàn tay nhỏ xinh đầy mụn nhọt, đông lạnh đến cả người đều run lẩy bẩy. Nhà đầu chết tiệt thông minh một chút. Đòi không đủ tiền buổi tối trở về đánh chết ngươi. Tiểu cô nương tay ngắn chân ngắn, lại đông lạnh đến cứng nhắc, bước đi có chút không lưu loát, lão nhân thấy nàng nửa ngày theo không kịp, liền xoay người lại không lưng uy hiếp. Chú đừng đánh viên 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 rất ngoan sẽ sẽ cố gắng đòi tiền nghe thấy ông lão uy hiếp viên viên phản xạ có điều kiện run rẩy bàn tay nhỏ bé nắm chặt bát sắt trong tay run rẩy mở miệng nói vậy thì khóc cho lão tử khóc lên sẽ có người đồng tình với ngươi lão nhân nghe vậy vừa nói vừa muốn đưa tay bóp nàng đừng viên viên thấy đồng tử co rút lại sợ hãi kêu lên một tiếng liền lui về phía sau trong lúc hoảng loạn bàn tay nhỏ bé không cẩn thận đụng phải một đôi mẹ con đi ngang qua bên cạnh tên khất cái chết tiệt không có mắt sao ta đây chính là cao định làm bẩn ngươi bồi thường nổi sao nữ nhân mặc váy liền áo màu đỏ bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu trắng trên cổ cùng trên tay đều mang theo trang sức bảo thạch trong tay cầm một cái túi sách tay động dạng khảm bảo thạch đầy người khí chất phu nhân ở bên cạnh cô đứng một cô bé không kém viên viên bao nhiêu mặc váy liền áo màu hồng nhạt cùng áo khoác lông vũ màu trắng hàng hiệu, chải đầu công chúa tinh xảo, phía trên còn cài kẹp tóc kim cương dưới ánh mặt trời sẽ lấp lánh phát sáng. Nhìn cái gì? Nhìn nửa móc mắt ngươi ra. Viên viên chưa từng thấy qua quần áo và trang sức đẹp như vậy, mở to hai mắt ngay ngốc tại chỗ, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại muốn xin lỗi, người phụ nữ lại dơ giày cao gót đá cô một cước xuống đất. Đúng vậy, nhìn cái gì mà nhìn? cô bé nhìn thấy viên viên bị đạp bay không chỉ không sợ hãi ngược lại hưng phấn vỗ tay nhấc váy chạy đến trước người viên viên nhấc chân học bộ dáng phụ nữ đạp cô ô viên viên vốn đã đông lành đến cả người cứng ngắc sau khi bị nữ nhân đạp một cước lại nằm trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi lúc này bị bạn nhỏ cùng tuổi đạp cũng không có chút sức phản kháng nào chỉ có thể hai tay ông đầu cuộn thành một đoàn phát ra tiếng nức nở thống khổ tốt lắm huyên huyên tên khất cái này bẩn như vậy đến lúc đó đem giày của ngươi làm bẩn sẽ không tốt, người phụ nữ không ngăn cản hành vi của con gái mình, chờ cô đạp mệt mới chậm rãi đi lên phía trước, không lưng ông cô trở về. Xú khất cái, hôm nay huyên huyên trước hết buông tha ngươi, lần sau gặp lại, huyên huyên nhất định phải để cho Lý Thúc Thúc đem con mắt của ngươi móc ra. Cô bé bị người phụ nữ ôm, còn không quên lấy giấy khử trùng từ trong túi áo lông ra lau giày da nhỏ của mình một lần, sau đó vừa mắng vừa ném giấy bẩn lên người viên viên. Hai mẹ con dưới sự hộ tống của vệ sĩ rất nhanh liền ngồi lên xe rời đi, viên viên vừa mới chậm lại một chút muốn đứng lên, lại bị lão nhân túng lấy cổ sau sách đến trong ngõ nhỏ bên cạnh. Phanh Ngõ nhỏ vừa hẹp vừa sâu, bên trong cùng là một ngõ cục chất đóng rác rưởi ngoài trừ rạng sáng nhân viên bảo vệ môi trường đến thu rác, phần lớn thời gian cả ngày cũng không có người tới. Sau khi ông lão đi vào liền ném viên viên vào trong đống rác ở góc, để không vướng bận, đưa tay tháo tóc giả và mũ xuống, thẳng lưng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã từ một ông lão tóc bạc phơ biến thành một người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Hàng bồi thương Từng ngày không đòi được tiền, đều gây chuyện cho lão tử. Cởi bỏ ngụy trang lý đại phú đi đường sinh phong, bước chân so với hai bước vừa rồi đều lớn hơn, vài cái liền đi tới trước mặt viên viên, đưa tay đè bả vai cô lại, đẩy cô vào trong đống rác. Phanh rác rưởi chất đóng trong hẻm tuy rằng mỗi ngày sớm một chút sẽ dọn dẹp nhưng một ngày tích lũy vẫn là rất nhiều hơn nửa ban ngày tuyết rơi đóng rác một mảnh dơ bẩn hôi thối trên người viên viên đau đớn bị đẩy một cái trực tiếp không đứng vững ngã ngồi ở trên đống rác rác rưởi và nước tuyết thấm ướt quần và ống tay áo vốn đã mỏng manh của cô vừa thối vừa lạnh viên viên rùng mình một cái ngẩng đầu lại thấy lý đại phú muốn giơ tay đánh nàng Nhất thời không nhìn được, hoa ô, một chút khóc lớn thành tiếng, dùng bàn tay nhỏ bé sưng phù giống như bánh bao che hai má, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Chú đừng đánh viên viên, lần sau viên viên không dám nữa, ô ô. Lần sau. Ngươi còn muốn có lần sau. Khi trên người đàn bà lông trộn ít nói cũng muốn năm chữ số, lần này là gặp được người ta hảo tâm không cần chúng ta bồi, nếu là lần sau gặp được cái cứng trắng tra, chính là đem ngươi làm thịt đều bồi không nổi. Lý Đại Phú nghe vậy càng thêm phẫn nộ, nhấc chân đá tới, viên viên sợ tới mức thét chói tai một tiếng muốn né tránh, lại không cẩn thận dẫm lên bình nước khoáng trên mặt đất, chân trượt một cái, một đầu đâm vào trong đống bình nhựa phía trước. Nhà đầu chết tiệt. Mau ra đây, đừng tưởng rằng ngươi trốn trong đống rác ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Lý Đại Phú thấy viên viên trốn vào đống rác, ghét bỏ bịt mũi tiếng lên mắng. Thấy mắng vài câu không có động tĩnh, nhất thời hỏa khí càng lớn, sợ nàng thật sự núp ở bên trong không ra, đành phải sáng tay áo lên tiếng lên muốn bắt nàng ra. Lý Tuấn Phi, ngươi cái này chọn cái gì đường rách, tiểu gia mới mua số lượng có hạn loại giày chơi bóng đều muốn bị những này rác rưởi cho ướp nhập vị. Trong lúc Lý Đại Phú giáo huấn viên viên, bên kia tường vây hẻm nhỏ, mấy học sinh trung học trốn học đang chuẩn bị trèo tường nhảy tới. Trên người mấy người đều mặc đồng phục của trường trung học kinh hải nổi tiếng thành phố A, thiếu niên cầm đầu tướng mạo nổi bật nhất, cho dù mặc đồng phục giống như những người khác cũng không che giấu được quý khí của thiếu gia trên người hắn dương ca ta đây còn không phải là vì ngài thân an toàn cân nhắc đại ca của ngươi đều mang theo trường học bảo an đuổi theo chúng ta hai con phố ngươi cũng không muốn đi đường lớn bị bắt trở về a à? đối mặt với chất vấn của thiếu niên cầm đầu cố thần dương thiếu niên tóc vàng lý tuấn phi có chút bất đắc dĩ buông tay chỉ chỉ phía sau hạ giọng hỏi ngược lại được rồi đừng nói nhảm mau đuổi theo cố thần dương nghe được hoàng mau nhắc tới đại ca của mình trong lòng căng thẳng bước nhanh hơn đi tới bên tường gần đây trong nhà bởi vì tìm hiểu được manh mối em gái bị lừa bán lại không tìm thấy tung tích của nàng mà bầu không khí trầm mê đại ca nhị ca còn có ba hắn đều cả ngày bôn ba vì chuyện này cũng không cho phép hắn tham dự nhất định muốn hắn cùng hai đệ đệ cùng nhau học tập cố thần dương không phục cũng muốn vì tìm em gái ra một phần sức lực nghe nói gần đây bọn buôn người thường lui tới nhà ga vì thế mang theo em trai trốn học đi ra. Ai ngờ vừa chạy ra khỏi trường học không bao lâu đã bị bảo vệ phát hiện. Nghĩ tới đây, sắc mặt cố thần dương trầm xuống, càng thêm kiên định muốn đi tìm mùi mùi, tay chống lên, phối hợp với chân dài đạp lên vách tường, liền thoải mái nhảy lên đầu tường cao hơn 2 mét. Dương ca ngươi chờ chúng ta một chút. Mấy người Lý Tuấn Phi thấy hắn thoải mái như thế liền học động tác của hắn muốn nhảy lên theo, nhưng lúc chân đạp vách tường trọng tâm không vững ngã về phía sau ôi một tiếng liên tiếp ngã chổng vó nơi này thối quá ta ra đầu hẻm chờ các ngươi các ngươi tự nghĩ biện pháp lại đây cố thần dương thấy thế nhướng mày ghét bỏ liếc mắt nhìn tiểu đệ của mình một cái không đợi mấy người lý tuấn phi gọi hắn trực tiếp lật chân dài liền từ trên tường nhảy xuống cố thần dương khi còn bé học qua vài năm võ thuật hơn nửa người cao chân dài cho nên từ hơn hai mét trên tường nhảy xuống đúng là nhẹ nhàng lỏng lẻo không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Sau khi hắn rơi xuống đất vỗ vỗ bụi trên người đang muốn đi về phía trước, chỗ rẽ phía trước lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Cho ngươi trốn ta. Cho ngươi giả chết không ra. Xem lão tử hôm nay không đánh chết ngươi. Giọng nói của người đàn ông tràn ngập bạo nộ và lệ khí, cố thần dương nghe vậy tò mò đi lên phía trước kiểm tra, sau đó liền thấy một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng từ trong đống rác xách ra một cô bé, giờ nắm đấm lên muốn đập lên người người phía sau. Hết chương này. Chương 2 Nàng chính là ta muội muội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Cô ấy chính là em gái tôi. Trên người cô bé bẩn thỉu trên mặt cũng phủ kín vết máu, căn bản là không thấy rõ tướng mạo nhưng cố thần dương nhìn thấy cô trong nháy mắt trái tim không tự giác thắt lại, ngay sau đó liền bất quá đầu óc vọt lên, một cước đá vào bụng Lý Đại Phú. Là ai con mẹ nó đạp lão tử? Lý Đại Phú đánh người lên đầu, căn bản không chú ý tới phía sau có người tới gần, không kịp đề phòng bị đạp một cước, nhất thời kêu thảm thiết thành tiếng, sau đó vừa lăn vừa bò từ trên mặt đất đứng lên, quay đầu đi tìm người đạp hắn. Là gia gia ngươi. Cố thần dương trong lòng mang theo tức giận, không có cho Lý Đại Phú thở dốc thời gian, thấy hắn đứng dậy, lại tiến lên bổ sung một cước, trực tiếp đem người đá vào góc tường đóng rác bên trong, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Giải quyết xong Lý Đại Phú, cố thần dương xoay người đi về phía cô bé ngồi dưới đất. Cô bé bị đánh đến thương tích đầy mình, đã ý thức không rõ, mơ mơ hồ hồ thấy có người đi về phía mình, nhất thời sợ tới mức cùng mình lại. Chú đừng, đừng đánh viên viên. Viên viên sẽ ngoan. Cố gắng đòi tiền nhìn thấy bóng người cách mình càng ngày càng gần, viên viên run rẩy thanh âm xin tha thứ, đồng thời sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị thừa nhận đã kích kịch liệt hơn. Nhưng mà đau đớn trong ý tưởng không có đến, dây tiếp theo ngược lại rơi vào một cái ông ấm áp. Viên viên có chút kinh ngạc mở to hai mắt, cẩn thận ngẩng đầu nhìn, sau đó liền thấy được một đại ca ca xinh đẹp đang ôm mình, biểu tình kích động lại lo lắng. Viên viên là nhũ danh của con sao? Tên lớn của con là gì? bố mẹ đâu sao lại đi theo người này trên đường đòi tiền viên viên không biết viên viên gọi là viên 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 bị câu hỏi liên tiếp của anh trai xinh đẹp trước mặt làm cho hôn mê cố gắng chống mí mắt hồi đáp sau đó thanh âm càng ngày càng nhẹ cái đầu nhỏ nghiêng một cái tựa vào khuỷu tay cố thần dương hôn mê viên 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 em tỉnh lại cố thần dương thấy người hôn mê bất tỉnh trái tim lại thắt lại sốt ruột đứng dậy ông người lắc lư. Em gái anh nhũ danh cũng gọi là viên viên, hai năm trước khi bảo mẫu mang đến công viên nhỏ chơi đã bị lạc. Bởi vì chuyện này, ba cậu một đêm trắng đầu, mẹ cũng ngã bệnh nhập viện, mấy anh trai bị đả kích, sự nghiệp ngày càng sa sút. Hai năm qua, người một nhà vì tìm em gái cơ hồ bôn ba khắp thế giới, nửa tháng trước rốt cục chiếm được manh mối em gái có thể bị bọn buôn người bắt cóc, cả nhà đang dốc hết toàn lực tìm kiếm. Anh Dương, anh nhặt đứa bé ở đâu vậy? Còn lát nữa thì sẽ chết mất. Khi cố thần dương sốt ruột muốn đánh thức viên viên, mấy người Lý Tuấn Phi rốt cục từ một đầu khác của tường trở mình. Ở dưới chân bọn họ, Lý Đại Phú vừa mới chậm lại khẩu khí dãy dụ đứng lên ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng, đã bị trọng kích đạp ngất ở đấy đóng rác. Hết lần này tới lần khác đám người Lý Tuấn Phi lại không hề phát hiện, sau khi nhảy xuống liền vội và chạy về phía cố thần dương phía trước. Ta mang người đi bệnh viện, ba người các ngươi giúp ta đem đống rác phía dưới người kia trói lại giao cho cảnh sát. Dương ca không phải muốn đi nhà ga tìm em gái ngươi sao? Một tiểu đệ khác cao thư văn thấy thế vội vàng mở miệng hô. Không đi, nàng có thể chính là mùi mùi của ta. Cố thần dương ông viên viên chạy như bay đến đầu hẻm, tim đập rất nhanh, chạy đến bên đường chặn một chiếc taxi, lên xe liền chạy đến bệnh viện gần nhất. Hắn chưa bao giờ tin vận khí, nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự là quá trùng hợp. Giống nhau tuổi tác, giống nhau nhũ danh, còn có giống nhau hư hư thực thực bị bọn buôn người lừa bán. Cố thần dương nghĩ tới đây, lấy khăn ướt từ trong túi ra lau mặt cho viên viên. Lúc này tiểu cô nương ở trong lòng hắn có thành một đoàn, cho dù là đang mê man, lông mày cũng gắt gao cau lại, giống như là nằm mơ cái gì không tốt. Động tác thủ hạ của cố thần dương bất giác nhẹ nhàng, chờ thật vất vả lau đi vết máu bẩn thiểu trên mặt cô, rốt cục thấy rõ bộ mặt vốn có của cô. Hai bên má tròn trịa đều sưng lên, làn da cũng không trơn nhẵn nhẵn nhụi giống như hài tử bình thường, mà là bị nứt nẻ, nứt nẻ ra, đỏ rực nhìn có chút dọa người. Bất quá cho dù làn da bị hao tổn, nền tảng ngũ quan vẫn còn, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay, cái mũi nhỏ mà rất vẫn, cái miệng nhỏ nhắn phấn đô đô, còn có lông mi vừa dày vừa dài như bàn chải nhỏ khi nhắm mắt lại. Bởi vì bất an, lông mi dài hơi run rẩy giống như cánh bướm vỗ vỗ lưu lại bóng ma đẹp mắt trên mặt cố thần dương nhìn sửng sốt trong chốc lát sau khi phục hồi tinh thần vội vàng lấy ảnh chụp em gái một tuổi ra so sánh bởi vì ngũ quan của em gái trong ảnh chụp thời thơ ấu còn chưa mở rộng hơn nữa trên mặt viên viên lại có vết thương cố thần dương so sánh nửa ngày cũng không so sánh được nguyên cớ đang muốn buông tha lại trong lúc vô tình thấy được một khối bóng ma nhỏ sau cổ nàng vì thế nghi hoặc đưa tay lật cổ áo của nàng xuống xem xét sau đó liền thấy được một khối nho nhỏ giống như là vết bớt màu đỏ sậm hình hoa đào vết bớt hình hoa đào cố thần dương nhìn thấy vết bớt này trong nháy mắt liền nhớ tới cái gì mở to hai mắt cũng không để ý mình trốn học sẽ bị mắng lúng cuốn tay chân cầm lấy điện thoại di động gọi lại cho anh trai cố minh sâm cố thần dương ngươi nếu vì trốn học biên loại lý do này đến gạt ta ngươi hôm nay liền chết chắc bên kia anh cả cố thần dương cố minh sâm đã mang theo bảo tiêu cùng bảo vệ trường học đuổi tới hẻm nhỏ hắn đang cẩn thận thẩm vấn ba người lý tuấn phi ai ngờ mới thẩm vấn một nửa điện thoại của tam đệ nhà mình liền chủ động gọi vào đại thiếu gia tam thiếu gia hiện tại đang ở đâu trong điện thoại hắn đã nói gì với ngài mắt thấy sau khi cúp điện thoại luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế trời sập xuống mắt cũng không chớp một cái trên mặt đại thiếu gia khó có được xuất hiện một tia kích động cùng quản gia lưu bá chân trước chân sau đuổi tới bên này cũng vội vàng tiến lên dò hỏi sợ cố thần dương lại gây chuyện gì cậu ấy nói viên viên tìm được rồi cố minh sâm cất điện thoại vừa trả lời vừa đi nhanh về phía đầu hẻm tôi lập tức gọi điện thoại báo cho ông chủ và phu nhân lưu bá nghe vậy kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ mặt đất chạy chậm theo sau lấy di động ra định gọi điện thoại cho cố quốc hưng đừng nói với họ tôi đến bệnh viện gặp thần dương tự mình nghiệm chứng. Cố Minh Sâm nghe vậy dừng bước, ngăn Lưu Bá lại. Từ hai năm trước em gái đi lạc, mẹ hắn liền bệnh không dậy nổi, cha hắn tuy rằng trên mặt không lộ ra, nhưng mỗi tháng đều phải lén lút dùng thuốc nhuộm tóc nhuộm đen tóc bạc. Mùi mùi nếu quả thật tìm được tự nhiên là tất cả đều vui mừng, nhưng nếu là cố thần dương nói hưu nói vượng hoặc là không cẩn thận tìm lầm người, được rồi lại mất đối với cha mẹ hắn mà nói, sẽ là đã kích kịch liệt hơn. Khó, chẳng lẽ tam thiếu gia lừa ngài? Lưu bá nghe nói sững sờ tại chỗ, có chút không tỉnh lại được. Hết chương này. Chương 3 Nghiệm DNA Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Xét nghiệm DNA, Dương ca không có gạt người, chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn ông tiểu cô nương kia lao ra. Chúng ta vốn chính là đi ra tìm mùi mùi hắn, cái kia đánh mùi mùi hắn tên khất cái đều bị Dương ca đánh không ra dạng, Chúng ta cách tường đều có thể nghe được hắn kêu thảm thiết. Lời nói của đại thiếu gia Cố Minh Sâm, ba người Lý Tuấn Phi không dám nhận, nhưng quản gia cũng vu khống, Cố Thần Dương bọn họ liền mặc kệ, từng người kiên trì tiến lên giúp Cố Thần Dương chính danh. Lưu Bá lập tức cấp một viện trưởng gọi điện thoại, để cho hắn dốc hết toàn bộ tài nguyên cứu chữa Thần Dương đưa qua nữ hài. Cố Minh Sâm vốn còn bảo trì năm phần hoài nghi đối với lời nói của Cố Thần Dương, Hiện tại nghe ba người Lý Tuấn Phi vừa nói, năm phần trong nháy mắt liền biến thành một phần. Đặc biệt là khi nghe thấy cô bé nghi ngờ em gái ruột của mình người đầy máu được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả trái tim đều co rút lại, vừa phân phó quản gia, vừa nhanh chóng chạy lên xe dừng ở đầu hẻm, chạy như bay về phía bệnh viện. Mà lúc Cố Minh Sâm dẫn người chạy tới bệnh viện, phòng cấp cứu của bệnh viện số 1 thành phố A, Viên Viên đang nằm trên giường đẩy được khẩn cấp đưa đến phòng phẫu thuật. Bệnh viện số 1 là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố A, do cố gia nắm giữ cổ phần. Trong bệnh viện có đoàn đội chuyên môn phục vụ cố gia, trình độ bác sĩ và tài nguyên chữa bệnh đều đứng đầu. Viện trưởng nhận được điện thoại của cố đại thiếu gia lập tức phái ra bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa đứng đầu chờ cấp cứu, chờ xe của cố thần dương vừa đến, lập tức đưa viên viên đi phẫu thuật. Viên 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 tỉnh lại Lúc này viên viên hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhật như tờ giấy quần áo trên người bị vết máu nhiễm không nhìn ra màu sắc ban đầu trên người và trên tay cố thần dương cũng nhuộm máu tươi một đường đẩy giường đi tới cửa phòng giải phẫu theo bản năng muốn đi vào lại bị y tá ngăn lại xin lỗi tam thiếu nơi này là phòng phẫu thuật ngài không thể đi vào tình huống bệnh nhân khẩn cấp các bác sĩ không dám chậm trễ bất chấp cùng cố thần dương giải thích liền phanh một tiếng đóng cửa lại lúc viên viên được đẩy đi làm phẫu thuật cuối cùng cố minh sâm cũng chạy tới bệnh viện hắn chạy rất nhanh tóc bình thường cẩn thận tỉ mỉ bị gió thổi có chút hỗn độn áo khoác âu phục vốn thẳng tắp không có một tia nếp uống cũng mở rộng lung tung cà vạt càng lỏng lẻo ra phía sau dứt khoát kéo xuống trực tiếp nắm ở trong tay thần dương tiểu cô nương ngươi mang tới đâu cố minh sâm một đường chạy vào tòa nhà cấp cứu sau khi vào cửa xa xa nhìn thấy em ba nhà mình đang nắm tóc đảo quanh hành lang, lập tức tiến lên giữ chặt cậu hỏi. Đại ca, anh nói viên viên sao? Cô ấy, cô ấy đang ở bên trong làm phẫu thuật. Cố thần dương khi nào thấy cố minh xâm chật vật sốt ruột như thế, sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, đi tới trước phòng phẫu thuật nói. Thần dương, ngươi nói thật với ta, nàng thật sự là viên viên. Cố minh xâm chạy quá nhanh, còn có chút không thở nổi, nhưng nhìn thấy đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, trong lòng thắt lại, cũng không thở nổi, xoay người đè bả vai anh nghiêm túc hỏi đại ca ta bình thường tuy rằng không quá đáng tin cậy nhưng cũng sẽ không lấy loại chuyện này nói đùa như vậy bất cả hoa quốc cũng không có mấy cái hơn nửa tuổi cái gì đều đúng tuyệt đối là viên viên không sai kỳ thật còn có một điểm chưa nói nhất để cho hắn khẳng định thân phận đối phương chính là độc thuộc về thân nhân trong lúc đó huyết mạch tương liên cảm ứng cố thần dương tự xưng là không phải người tốt lành gì ngày thường nhìn thấy người khác đánh nhau ẩu đã khi dễ nhỏ yếu tâm tình tốt có thể sẽ tiến lên ngăn cản, tâm tình không tốt coi như không thấy được. Nhưng chạng vạn tối ở trong hẻm nhỏ thời điểm rõ ràng sau có truy binh, chính mình còn vội vã đi nhà ga tìm manh mối, như thế khẩn yếu thời điểm, lại tại nhìn thấy viên viên đầu tiên liền nghĩ cũng không muốn buông xuống trong tay hết thảy đi cứu nàng, nhất định là thân huynh muội trong lúc đó cảm ứng. Bất quá những thứ này cố thần dương không có cùng cố minh xăm nói, đại ca hắn từ nhỏ đã lạnh lùng giống như máy móc hình người, khẳng định không thể hiểu được, thay vì cùng hắn chia tay cái này, còn không bằng trực tiếp đi làm giám định DNA có hiệu quả. Được, ta liền tin ngươi lần này, bất quá ngươi nói vô dụng, chờ lấy ba mẹ máu mẫu nghiệm qua DNA, xác định thân phận sẽ thông báo trong nhà. Quả nhiên, Cố Thần Dương mới nghĩ như vậy, Cố Minh Sâm đã nói ra ý tưởng xét nghiệm DNA. Những thứ này đều nghe theo đại ca, nhưng viên viên bị thương, trong khoảng thời gian ngắn không nhất định có thể lấy máu tất cả đều chờ cô ấy phẫu thuật xong rồi nói sau nghe đại ca nhà mình lý trí lại lạnh lùng phát biểu như thế cố thần dương lập tức cảnh giác đi về phía trước vài bước chắn ở cửa phòng giải phẫu vừa rồi thấy đại ca chạy nhanh như vậy còn tưởng rằng hắn cũng lo lắng cho viên viên giống như mình thì ra chỉ là vội vã tới chất vấn mình như thế xem ra mình nhất định phải bảo vệ tốt phòng phẫu thuật tuyệt đối không thể để viên viên vừa làm phẫu thuật xong đã bị đại ca tàn nhẫn kéo đi lấy máu Cố thần dương ở trong lòng nghĩ cố minh xâm thành một đại ma vương, bản thân đại ma vương lại không biết em trai hiểu lầm mình, hỏi xong lời mình muốn hỏi liền cúi đầu nhắn tin cho trợ lý. Anh còn chưa tận mắt nhìn thấy người, không thể chắc chắn 100% đứa bé bên trong là tròn trịa, nhưng những thứ nên chuẩn bị trước phải chuẩn bị tốt. Sau phẫu thuật cần nằm viện, bệnh viện số 1 có phòng bệnh cao cấp dành riêng cho cố gia, nhưng trong phòng bệnh không có đồ dùng cho trẻ em. Làn da trẻ con mềm mại, chăn gối đều phải mềm mại nhất, bạn ăn đồ ăn cũng phải đặc chế, còn có đồ chơi, sau phẫu thuật có thể ăn một ít phụ thực cùng thực phẩm dinh dưỡng. Đúng rồi, phong cách bố cục phòng bệnh tốt nhất cũng nên thay đổi một chút, đổi thành phong cách công chúa mà cô bé thích, miễn cho viên viên đến hoàn cảnh mới không quen, sau khi phẫu thuật hậm hực. Cố Minh Sâm vẽ mặt lạnh lùng gõ điện thoại di động, trên thực tế lại sắp xếp ổn thỏa hết thảy, chờ đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, ngay cả đội trang trí của anh cũng đã mời xong. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Thời gian phẫu thuật ngắn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, mới hơn 3 tiếng đã kết thúc, nhìn thấy bác sĩ đi ra, Cố Thần Dương ngồi sổng canh giữ ở cửa trực tiếp nhảy dựng lên từ mặt đất, Cố Minh Sâm cũng quay đầu nhìn qua, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bác sĩ. Phẫu thuật rất thành công, xương sườn gãy đã nối xong, chỉ có điều. Chỉ bất quá cái gì? thấy bác sĩ nói được một nửa dừng lại biểu tình ngưng trọng làm như có ẩn ý khó nói hai anh em mới yên lòng lại trong nháy mắt nâng lên trăm miệng một lời hỏi chỉ có điều bệnh nhân này nhìn thấy vết thương rất nặng lúc chúng tôi giúp cô ấy khử trùng lại phát hiện vết thương bên ngoài trên người cô ấy cũng không còn tốt nữa mức độ gãy xương sườn cũng nhẹ hơn so với phán đoán ban đầu đây đây không phải là chuyện tốt sao cố thần dương nghe vậy không nhịn được nghi hoặc ngắt lời đây đúng là chuyện tốt, nhưng trong y học có thể coi là sự kiện thần kỳ à? Bác sĩ do dự nửa ngày, nhìn ánh mắt hai anh em cố gia, cuối cùng vẫn không dám nói nửa câu sau ra khỏi miệng. Người này rõ ràng lúc đưa tới miệng vết thương còn chảy máu, kết quả mấy giờ liền miệng vết thương liền khép lại không nhiều lắm. Nếu không là chung quanh còn có mấy đồng nghiệp khác nhìn, hắn đều hoài nghi chính mình có phải quá mệt mỏi xuất hiện ảo giác hay không. Viên viên. Bên này bác sĩ còn đứng tại chỗ rối rắm, bên kia hai anh em cố gia thấy viên viên bị y tá từ trong phòng giải phẫu đẩy ra, cũng đã không để ý tới hắn. Cố thần dương bước một bước dài liền vọt tới, cố minh sâm cũng thu hồi điện thoại di động, nghiêm mặt, nội tâm thấp thỏm lại kích động bước nhanh tới bên giường. Hết chương này. Chương 4 Mùi mùi tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 4 em gái đã tỉnh đẩy người trên giường một cái nho nhỏ, ngay cả một phần ba giường cũng không chiếm đầy. Lúc cô đến quần áo dính đầy máu đã cởi ra, thay quần áo bệnh nhân hoa văn xanh trắng của bệnh viện, nhưng bởi vì thân hình quá mức gầy yếu, sau khi thay quần áo bệnh nhân rộng thùng thình cả người ngược lại có vẻ trống rỗng. Nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, giống như búp bê thủy tinh yếu ớt lại xinh đẹp, nhẹ nhàng bóp một cái là có thể vỡ đi. Viên viên Cố Minh Sâm vốn còn có chút lo lắng để đệ nhận lầm người, hôm nay tận mắt nhìn thấy, không cần xem xét vết bớt cũng đã xác định người trước mặt là mùi mùi của mình. Không có hắn, bởi vì khuôn mặt này chính là phiên bản trưởng thành của mùi mùi một tuổi. Cố Minh Sâm và Cố Thần Dương không giống nhau, từ nhỏ cậu đã là một học bá, nhà trẻ liền học xong chương trình học tiểu học, chờ bạn cùng lứa tuổi tốt nghiệp tiểu học, cậu đã liên tục nhảy lớp hoàn thành việc học cấp 3 được cử đi hoa đại lúc ấy cố minh sâm lấy thành tích nhỏ tuổi nhất xuất sắc nhất tiến vào hoa đại hơn nửa thuận lợi gia nhập tổ nghiên cứu hoa đại thời gian ngắn ngủi vài năm liền vào viện nghiên cứu hoa quốc cho nên đối với cố minh sâm đầu óc giống như dụng cụ tinh vi mà nói bất luận kẻ nào cùng sự vật đều có thể ở trong đầu hắn chuyển đổi thành số liệu tinh chuẩn chớ nói chi là hắn mấy năm nay vì tìm kiếm mùi mùi cứ cách một tháng liền ở trên máy tính vẽ ra mùi mùi hình dạng trưởng thành biến hóa đồ mấy ngày hôm trước vừa vẽ ra một bộ mới liền cùng trước mắt tiểu cô nương không kém bao nhiêu viên viên vốn bị thương chảy rất nhiều máu lại vừa mới làm phẫu thuật xong còn chưa tỉnh nếu bây giờ đi lấy máu xét nghiệm dna nhất định sẽ chịu không nổi cố minh sâm đối diện với bộ dáng của em gái trong đầu liền kích động tiến lên giữ chặt tay cô cố thần dương ở một bên sau khi nhìn thấy lại cho rằng anh một khắc cũng không chờ được muốn dẫn em gái đi xét nghiệm dna sợ tới mức nhanh chóng tiến lên ngăn cản anh nói ta về phần chút thời gian này đều chờ không nổi sao cố minh sâm thấy đệ đệ như đề phòng hồng thủy mạnh thú giống như đề phòng chính mình nhất thời lạnh mặt nói vậy vậy cậu kéo tay viên viên làm gì cố thần dương bị đại ca nhà mình trừng mắt khí thế nhất thời thấp đi một nửa nhưng hắn khó có được không né tránh như bình thường mà kiên trì tiếp tục chất vấn đều là anh ruột em có thể dắt cô ấy ông cô ấy thì anh không thể Cố Minh Sâm bị lời này của Cố Thần Dương làm cho tức cười. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ DNA báo cáo kết quả đi ra mới có thể nhận nàng đâu. Cố Thần Dương bị vỗ một chưởng cũng không tức giận, ngược lại rất là hưng phấn mở miệng nói. Cố Minh Sâm nghe vậy trầm mặt không nói gì. Cũng không trách em trai nghĩ như vậy, trước kia 90% tinh lực của mình đều đặt ở công việc, phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, cho dù về nhà cũng đóng cửa ở thư phòng học tập về mặt tình cảm có chút vô tình và lạnh lùng. Trước khi viên viên mất tích có một đoạn thời gian rất dính người. Mỗi lần nhìn thấy mình về nhà liền bước chân ngắn lão đảo chạy tới cầu xin ông một cái. Nhưng khi đó trong đầu mình đều là công việc, nghĩ chờ có rảnh sẽ chơi với cô, liền qua loa giao người cho bảo mẫu. Ai ngờ chờ người mất tích, muốn ông cũng ông không được. Nghĩ đến hành động trước đây của mình, cố minh sâm hối hận không thôi, thấy y tá đẩy em gái đi về phía tòa nhà nằm viện liên chủ động tiến lên tiếp nhận công việc đẩy xe. Đại ca, loại công việc thể lực đẩy xe này cứ giao cho em đi. Cố Thần Dương vốn còn cao hứng đại ca nhận muội muội, lúc này thấy hắn đoạt cơ hội đẩy xe cho muội muội, trong lòng lại lập tức chuông báo động vang lên, thập phần có cảm giác nguy cơ đuổi theo nói. Cậu muốn làm việc thể lực thì đến cửa bệnh viện giúp tiểu Chu chuyển đồ đi, rèm cửa sổ và tủ đầu giường vừa mới đưa tới, hiện tại cậu ta đang muốn chuyển lên lầu cố minh sâm nghe vậy nhàn nhạt liếc cậu một cái không hề có ý định nhường chỗ liếc mắt nhìn điện thoại di động muốn đuổi em trai ngốc đi rèm cửa sổ và tủ đầu giường tiểu chu đưa mấy thứ này tới làm gì cố thần dương nghe vậy không hiểu ra sao cậu qua đó sẽ biết cố minh sâm giật dây nói cố thần dương trong lòng tò mò nhưng vì muội muội đến cùng vẫn là nhìn không được đi bất quá rất nhanh hắn liền biết những thứ này đưa tới là làm cái gì khi hắn đi theo y tá tới cửa phòng bệnh thiếu chút nữa cho rằng mình đi nhầm chỗ đại ca những thứ này đều là huynh tìm người bố trí căn phòng trước mắt thay vì nói là phòng bệnh không bằng nói là một gian phòng ngủ xa hoa của trẻ em giường sắt vốn lạnh như băng trong phòng được đổi thành giường bệnh nhi cao cấp có thể lên xuống điều chỉnh chăn và gối màu trắng đều đổi thành đồ án hoạt hình đáng yêu chất liệu ga giường và chăn đệm mắt thường có thể thấy được mềm mại ngoài giường những nơi khác cũng được sắp xếp lại. Rèm cửa sổ kẻ caro tối màu đổi thành màu hồng nhạt nhẹ nhàng sáng ngời, bên ngoài còn phủ một tầng lụa mỏng có viền ren, tủ đầu giường cũng đổi thành phong cách công chúa tinh xảo, phía trên còn bày một ngọn đèn bàn hình lồng đèn. Thời gian cấp bách, chỉ có thể tìm người bố trí đơn giản trước. Cố Minh Sâm đánh giá một vòng, miễn cưỡng hài lòng gật đầu nói. Mùi mùi của hắn đáng giá trên đời đồ tốt nhất, nếu không là không có thời gian, hắn tuyệt đối đem nơi này chế tạo thành toàn thế giới xa hoa nhất nhi đồng phòng bệnh bất quá không sao hôm nay mặc dù có chút đơn sơ nhưng rất nhiều thứ phía sau còn có thể mua thêm viên viên ở chỗ này cũng không được mấy ngày tin tưởng không bao lâu nữa có thể về nhà đại thiếu gia những đồ chơi này để ở đâu trong lúc cố thần dương và cố minh sâm nói chuyện trợ lý tiểu chu lại từ bên ngoài chuyển vào một cái rương lớn trong rương chứa đủ loại đồ chơi có xếp gạch lego búp bê nhung, robot điều khiển từ xa, búp bê tạo hình khác nhau vân vân. Tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một thứ đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Hơn nữa tất cả đều đã được khử trùng xử lý qua, thích hợp cho trẻ em bị bệnh chơi. Chọn vài cái đẹp bày ra, những cái khác dọn sang phòng khác, chờ viên viên tỉnh lại để cho cô ấy tự chọn. Cố Minh Sâm nói, nói xong lại cảm thấy không yên lòng, đi vài bước tới trước trương, tự mình chọn mấy con búp bê xinh đẹp đáng yêu chỉnh tề đặt trên bệ cửa sổ bác sĩ em gái tôi hình như sắp tỉnh rồi khi cố minh sâm nghiêm túc đặt búp bê viên viên nằm mê mang trên giường cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại cố thần dương đứng bên giường bệnh phát hiện đầu tiên thấy lông mi em gái rung động như muốn mở to mắt lập tức gọi bác sĩ muốn đi đồng thời nhào tới trước giường cố minh sâm nghe vậy tay cũng rung lên bất chấp búp bê rơi xuống đất xoay người bước nhanh về bên giường nội tâm thấp thỏm nhìn chằm chằm người trên giường. Hết chương này. Chương 5 Cả nhà tiểu công chúa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 Công chúa nhỏ của cả nhà hai anh em cố gia đẩy mép giường, thở mạnh cũng không dám, ánh mắt không chớp nhìn chầm chầm người trên giường, sợ bỏ lỡ em gái mở mắt. Bác sĩ y tá cũng đều vây quanh, các loại dụng cụ kiểm tra chuẩn bị, chỉ chờ người tỉnh lại cẩn thận kiểm tra một phen một đám người vây quanh giường bệnh chật như nêm cối, mà dưới vạn chúng chú ý này, tiểu nhân nhi trên giường rốt cục trung động lông mi vài cái, chậm rãi mở mắt. Đúng như lời bác sĩ nói, sau một cuộc phẫu thuật ngắn ngủi, ngoại thương trên người viên viên đã khôi phục bảy tám phần, lúc trước mê mang tự như một mỹ nhân ngủ trưa, sau khi tỉnh lại mở to một đôi mắt to vừa đen vừa sáng, trong veo như nước, giống như biết nói chuyện, càng làm cho người ta không thể rời mắt. Viên viên, em cảm thấy thế nào? có chỗ nào không thoải mái không? Cố Minh Sâm đã bị đôi mắt này hung hăng kinh diễm một chút, khi hắn sững sờ tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, cố thần dương bên cạnh cũng đã tiến tới trước một bước, ân cần hỏi em gái. Viên viên mới vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy rèm cửa sổ màu hồng hoa lệ đối diện và búp bê xinh đẹp đặt trên bệ cửa sổ, nhất thời liền tỉnh táo. Trên người nàng còn lưu lại thuốc tê ngồi không dậy nổi, nhưng đầu có thể đồng, vì thế quay đầu tỉ mỉ đánh giá một vòng, cuối cùng sững sờ cúi đầu nhìn mình. Anh trai xinh đẹp, viên viên chết rồi sao? Tiểu đoàn tử cúi đầu nhìn mình hồi lâu, sau khi xác định trên người mình có thương tích nhưng không cảm giác được đau đớn, trong mắt rốt cục lộ ra một tia giật mình, quay đầu hỏi cố thần dương bên giường. Cái gì có chết hay không, người đây không phải sống rất tốt sao? Cố thần dương bị ngôn luận của mụi mụi nhà mình làm cho hoảng sợ, vội vàng phi phi vài tiếng ý đồ đuổi đi xui xẻo anh tiểu hổ và viên viên từng nói người chết là sẽ lên thiên đường trong thiên đường rất đẹp những thứ bình thường muốn nhưng không chiếm được bên trong đều có nơi này khẳng định chính là thiên đường anh trai xinh đẹp anh nhất định là thiên sứ đưa viên viên tới đúng không viên viên nghe vậy nghi hoặc hỏi ngược lại vẻ mặt ngây thơ phát biểu ý kiến của mình gian phòng nơi này giống như là trong truyện cổ tích công chúa ở nằm cái giường này liền vừa lớn vừa mềm mại, cả người đều như là nằm ở nhẹ nhàng bồng bềnh trong đám mây. Còn có ngăn tủ đẹp mắt bên giường, trên ngăn tủ đèn bàn xinh đẹp giống như đóa hoa. Những thứ tốt này bình thường cô chỉ nhìn thấy lúc ăn xin đi ngang qua tường thủy tinh của trung tâm thương mại, nhưng bây giờ tất cả đều chân chân thật thật bày ra trước mắt, có thể với tới, đây không phải là thiên đường mà anh Tiểu Hổ nói thì là nơi nào. Viên viên đối với tình huống mình, chết, tuyệt không sợ khổ sở ngược lại hưng phấn không chịu nổi. Lúc cô còn sống, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn thường xuyên bị đánh, hiện tại thì tốt rồi, không đau không đói cũng sẽ không lạnh, còn có thể ở phòng thoải mái xa hoa như vậy, quả thực rất hạnh phúc. Viên viên nghĩ đến sau này mình sẽ ở một nơi thoải mái như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn được tràn đầy nụ cười. Nhưng cô vui vẻ, những người khác trong phòng bệnh bao gồm cả bác sĩ y tá đang giúp viên viên kiểm tra thân thể nghe xong lời của cô lại tất cả đều trầm mặt xuống. Viên viên, nơi này không phải thiên đường, là bệnh viện, phòng bệnh này là đại ca buổi chiều chuyên môn dùng tiền vì người bố trí. Nội tâm cố minh xăm dao động kịch liệt nhưng trên mặt còn miễn cưỡng có thể duy trì bình tĩnh, cố thần dương lại không bình tĩnh được, đỏ mắt kích động giải thích với em gái. Em gái hắn ở bên ngoài khổ sở cỡ nào? Thế nhưng đem gian phòng đại ca bố trí qua loa mấy giờ coi như thiên đường. Không phải thiên đường. Viên Viên nghe vậy chớp chớp mắt, có chút mê mang mở miệng nói. "Đương nhiên không phải, đây chỉ là một căn phòng bình thường, nếu em thích, sau này em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu." Cố Minh Sâm cũng ở một bên nói tiếp, vừa nói vừa đi tới trước bệ cửa sổ, đưa tay lấy xuống một con búp bê, đi trở về bên giường đưa tới trước mặt Viên Viên. "Oa!" Wow. Búp bê thật xinh đẹp. Cố Minh xăm chọn con búp bê này là đặt làm từ cửa hàng búp bê cao cấp, là một mẫu độc nhất vô nhị của Trung Quốc. Nó có một mái tóc xoăn màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo trông rất sống động, váy công chúa trên người cũng là do thợ thủ công đặt may thủ công, làn váy màu lam tầng tầng chồng lên nhau, màu sắc từ trên xuống dưới từ nhạt tới sâu, phía trên còn điểm suýt kim cương nhỏ, giống như những ngôi sao rơi xuống biển sâu viên viên nhìn thấy con búp bê này trong nháy mắt liền không dời mắt được sợ hãi than một tiếng theo bản năng đưa tay đón lấy kết quả duỗi được một nửa lại đột nhiên nhớ tới cái gì thập phần không nở rụt tay lại sao lại không lấy là không thích sao không thích thì đại ca đổi cái khác cho em thấy bộ dạng do dự của em gái cố minh sâm cũng nghi hoặc mở miệng hỏi thích nhưng viên viên hiện tại không có tiền đại ca ca có thể giữ lại búp bê trước hay không chờ viên viên xin đủ tiền sẽ cùng đại ca ca mua nó viên viên nghe vậy cúi đầu khẩn trương cầm ngón tay thương lượng với cố minh sâm chú vương từng nói cô sinh ra chính là hàng bồi thường tiền nếu như không đòi đủ tiền ngay cả cơm cũng không thể ăn con búp bê này rất đẹp đẹp hơn tất cả búp bê cô từng thấy qua trung tâm thương mại khẳng định cần rất nhiều rất nhiều tiền nàng thật sự là rất muốn nếu như đại ca ca tốt bụng này đồng ý giữ lại búp bê cho mình mình liền cố gắng đi trên đường đòi tiền, đòi hai ba năm nói không chừng là có thể tích góp đủ tiền mua nó. Viên viên, con búp bê này vốn thuộc về con, con là thiên kim của cố gia, những thứ này con đều xứng đáng được nhận. Cố Minh Sâm nghe em gái nói muốn ra phố ăn xin, trong lòng thắt lại, chủ động đưa búp bê cho cô. Thiên kim cố gia. Viên viên sững sờ ông búp bê khó hiểu nói. Đúng vậy, cậu họ cố, nhũ danh là viên viên, tên lớn là cố an viên là con gái nhà họ cố giàu có ở thành phố kinh tôi tên là cố minh sâm là anh trai của cậu vị này là anh ba cố thần dương của cậu ngoài chúng tôi ra cậu còn có bốn anh trai cố minh sâm nghe vậy gật đầu lấy điện thoại di động ra mở album vừa cho em gái xem ảnh vừa giải thích với cô dân số cố gia tương đối nhiều sợ em gái nghe không hiểu cố minh sâm kiên nhẫn sắp xếp lại các thành viên và quan hệ trong nhà rồi bẻ nát nói cho cô nghe trong lời nói đều nhấn mạnh tầm quan trọng của cô trong gia đình thì ra viên viên không phải trẻ mồ côi lúc trước chú lý còn nói viên viên là ngôi sao chổi sinh ra đã bị ba mẹ ném đi rồi viên viên càng nghe hưng phấn nhìn thấy ảnh chụp chung của người một nhà trong điện thoại của cố minh sâm khuôn mặt nhỏ nhắn không kiềm chế được mà nở nụ cười vui mừng mở miệng nói ngươi là nhà chúng ta duy nhất nữ hài cả đời chính là trong nhà tiểu công chúa cố thần dương nghe vậy táo bạo phản bác nếu không là cố minh sâm ngăn cản nói muội muội không thể nghe thô tục tại chỗ sẽ mắng 18 đời tổ tông lý thúc thúc này từ trên xuống dưới một lần hết chương này chương 6 ta nhìn ngươi là chán sống bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6 ta xem ngươi là chán sống viên viên chủ lý mà con nói có phải là người hôm nay đánh con không cố thần dương vẫn còn tức giận nhưng Cố Minh sâm lập tức nắm được trọng điểm trong lời nói của em gái. Khi Viên Viên nhắc tới chú Lý, vẻ mặt hoảng sợ, nhất định là thường xuyên bị đe dọa bị đánh mới có thể theo bản năng làm ra phản xạ có điều kiện. Viên Viên không đòi được tiền, còn không cẩn thận làm bẩn quần áo của gì. Chú Lý rất tức giận, cho nên mới đánh Viên Viên. Quả nhiên, sau khi nhắc tới chú Lý, nụ cười trên mặt Viên Viên biến mất, bàn tay nhỏ bé không tự chủ nắm chặt góc chăn gật đầu có chút sợ hãi mở miệng nói ở trong phòng tối sinh hoạt bị đánh là chuyện thường có đôi khi bọn họ không làm sai cũng phải bị đánh những thứ này tất cả đều phải xem tâm tình của các chú gì càng miễn bàn hôm nay mình phạm phải một sai lầm lớn như vậy không bị đánh chết tươi như chị tiểu hoa phạm sai lầm lúc trước đã coi như rất may mắn rồi cái này lý thúc thúc là người xấu là bọn buôn người chính là hắn đem ngươi từ bên người chúng ta bắt cóc lúc ấy nếu không phải vội vã đưa em gái đi bệnh viện hắn tất nhiên muốn đem lý thúc thúc này đánh tàn phế tốt nhất đánh gãy tay chân ném ra trên đường buộc hắn không ăn không uống ăn xin ba ngày ba đêm viên viên không cần sợ sau này sẽ không có ai làm tổn thương em nữa hiện tại em vừa làm phẫu thuật xong khẳng định rất mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon cái gì cũng đừng nghĩ cố minh sâm không tiếp tục nhắc tới chú lý mà đưa tay xoa xoa đầu em gái dỗ dành cô thả lỏng. Tình huống của viên viên so với tưởng tượng của mình còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, không chỉ bị ngược đãi, còn bị bọn buôn người tẩy não. Xem ra sau này mình phải dành nhiều thời gian hơn để dẫn dắt cô ấy, cho cô ấy đủ lòng tự trọng và cảm giác an toàn, mới không giống như bây giờ, vừa có việc thì ấy nấy và tự kiểm điểm mình trước. Ân ừ. Giọng nói của cố Minh Sâm không tính là ôn nhu nhưng lại làm cho người ta rất an tâm viên viên vốn còn đắm chìm trong sợ hãi, văn ngôn lập tức bị kéo ra. Cảm giác được nhiệt độ trên đỉnh đầu, viên viên chủ động cọ cọ trong lòng bàn tay anh, sau đó gật đầu, nghe lời nhắm hai mắt lại. Thật ngoan. Cố Minh Sâm cảm nhận được xúc cảm lông nhung trong lòng bàn tay, khóe miệng không ngừng hơi nhếch lên, kiên nhẫn ngồi ở bên giường bồi em gái ngủ, chờ nghe được tiếng hít thở đều đều xác định cô ngủ say mới đứng lên, dịch gốc chăn xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh tầng này được thiết kế đặc biệt cho Cố gia, cả tầng ngoài Viên Viên ra không có bệnh nhân nào khác. Vì bảo vệ an nguy của Viên Viên, hành lang bên ngoài phòng bệnh có hai hàng vệ sĩ đứng chỉnh tề, dẫn đầu là quản gia Lưu Bá đi theo Cố Minh Sâm đến bệnh viện. "Lưu Bá, tinh quân đã liên lạc được chưa?" Cố Minh Sâm đi tới cửa phòng bệnh, đưa tay đóng cửa lại, đi về phía trước vài bước hỏi quản gia. "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đã liên lạc được, 10 phút trước cậu ấy vừa quay xong." hiện tại đang trên đường từ rạp chiếu phim chạy tới bệnh viện. Lưu Bá thấy Cố Minh Sâm đi ra, lập tức xoay người, cung kính trả lời. Còn nửa giờ nữa, tôi có việc ra ngoài một chuyến, chờ tinh quân tới cậu đưa thần dương về. Cố Minh Sâm nghe vậy gật đầu nói. Em muốn cùng anh hai ở bệnh viện bồi viên viên. Cố Minh Sâm mới nói xong, cố thần dương tiến đến cạnh cửa nghe lén liền nhìn không được từ trong phòng bệnh nhảy ra. Cố thần dương, ngươi vốn là trốn học đi ra buổi chiều ta không đưa ngươi trường học đã cho ngươi đủ mặt mũi nhưng viên viên thật vất vả mới tìm về cô ấy không xuất viện tôi nào có tâm tư đi học cố thần dương nghe vậy biểu môi ủy khuất tiến lên kéo cánh tay cố minh sâm lắc lư anh trai tốt anh xin em nghỉ hai ngày đi cậu là một học sinh trung học không về nhà cũng không đi học là muốn đem chuyện viên viên trở về làm cho mọi người đều biết sao cố minh sâm bất vi sở động ngược lại ngữ khí càng thêm nghiêm khắc quan hệ hào môn rắc rối phức tạp mấy người bên cạnh cố gia mấy năm nay bị bọn họ chèn ép không cam lòng rảnh rỗi liền tới cửa tìm phiền toái tuy rằng hắn có thể khẳng định đứa nhỏ trong phòng bệnh chính là viên viên nhưng không có chứng cứ xác thực như báo cáo giám định thân tử luôn tránh không được một ít tin đồn của người bên ngoài cố minh sâm không để ý những thứ này nhưng ba mẹ và viên viên không được Ba mẹ vốn là bởi vì chuyện viên viên đi lạc mà thương tâm quá độ thân thể không tốt, nếu trước khi có kết quả giám định lại nghe một ít loạn thất bát tao, cảm xúc phập phòng quá độ nói không chừng lại bị bệnh một hồi. Viên viên thì lại càng không cần phải nói, hiện tại cô đối với cố gia còn không có lòng trung thành, lúc này nếu lại bị hồ ngôn loạn ngữ ảnh hưởng tâm tư, nói không chừng về sau cũng không dám ngẩng đầu lên làm người. Cho nên cố thần dương nhất định phải về nhà, ngày hôm sau từng bước đi học, như vậy ba mẹ cùng người chung quanh mới sẽ không nghi ngờ gió em sống lặng mà vượt qua mấy ngày này vậy nếu không ca ngươi cho ta xin nghỉ nửa ngày đi liền nửa ngày người khác hỏi liền nói ta sinh bệnh bây giờ em không tranh thủ thời gian ở bên viên viên chờ anh hai đến sẽ không có cơ hội cố minh sâm vẫn bất vi sở động cúi đầu nhìn đồng hồ cất bước đi về phía thang máy cố thần dương nhìn bóng lưng anh trai mình vô tình rời đi cả khuôn mặt đều suy sụp không dám lãng phí thời gian nữa, mắng chửi đỉnh đạt xoay người trở về phòng bệnh. Đại thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu? Trước cửa bệnh viện, cố minh xăm mang theo hai vệ sĩ tự mình lái xe lên đường. Thấy thiếu gia nhà mình trầm mặt bảo táp trên đường, hai người do dự một lúc lâu, vẫn không nhìn được, có chút lo lắng mở miệng hỏi. Trước khi đi ngõ hẻm kia, viên viên đã làm phẫu thuật xong, tôi cũng là thời điểm đi gặp tên buôn người kia một lát rồi. Cố Minh Sâm cười lạnh hồi đáp. Buông tôi ra. Mau thả tôi ra. Mấy thằng nhóc các ngươi nếu thật sự đưa ta đi cục cảnh sát chờ ta đi ra nhất định phải các ngươi đẹp mắt. Lúc Cố Minh Sâm lái xe chạy tới ngõ nhỏ, trong một nhà kho bỏ hoang bên cạnh ngõ nhỏ, Lý Đại Phú đang bị bịt mắt, trói gô ném xuống đất. Trên người hắn đều là vết thương, nhưng vẫn cố sức giãy dụa, vừa giãy dụa còn vừa la to. Ngươi câm miệng đi cũng không nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi còn có gan ngược lại uy hiếp chúng ta đúng vậy mùi mùi của dương ca cũng dám động ta thấy ngươi chán sống rồi đưa cậu đến cục cảnh sát coi như tốt nếu cố đại ca muốn giữ cậu lại cậu cũng đừng nghĩ mở to mắt ra ngoài ba người lý tuấn phi phụ trách tạm thời trong coi lý đại phú cũng không phải ngồi không thấy miệng hắn mắng chửi đỉnh đạt không yên tĩnh liền thay phiên tiến lên mỗi người đều cho hắn vài cước hết chương này Chương 7 Dám khi dễ mùi mùi ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Dám bắt nạt em gái tôi Lý Tuấn Phi, Cao Thư Văn còn có bạch dịp ba người đồng dạng xuất thân từ hào môn, mặc dù không bằng cố gia có nội tình, nhưng cũng là tân binh trong giới, sẽ không dễ dàng bị một tên buôn người uy hiếp như vậy. Nhưng Lý Đại Phú cũng không biết bọn họ là thân phận gì, lúc cố minh xâm dẫn người tới hắn đã bị đánh ngất xỉu chỉ nhớ rõ sau đó trói mình là mấy học sinh trung học mặc đồng phục. Lúc này bị đạp vài cước, trong lòng càng thêm oán hận, trong cơn tức giận lại giải thoát trên tay dây thừng, giơ lên một bên ghế dựa liền hướng cách mình gần nhất cao thư văn trên đầu đập. Phanh Làm nhiều năm như vậy bọn buôn người, Lý Đại Phú trong tay dính không ít mạng người, giết một học sinh cũng không có gì ghê gớm. Vì thế Cao Thư Văn liền trơ mắt nhìn cái ghế hướng huyệt Thái Dương của mình đập tới, hoàn toàn không kịp tránh né chỉ có thể đưa tay bảo vệ đầu à cao thư văn cánh tay sinh sôi trúng một cái cảm giác xương cốt đều muốn gãy lìa cắn răng muốn phản kích đã thấy lý đại phú phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó ngay cả người mang ghế cùng nhau bay ra ngoài cố đại ca sao anh lại tới đây cao thư văn sửng sốt không để ý tới đau đớn ở cánh tay vội vàng quay đầu nhìn sang một bên sau đó liền thấy cố minh sâm chẳng biết lúc nào xông vào lúc này đang đứng ở trước người lý đại phú cầm ghế hung hăng đè lên người hắn. Nếu tôi không đến sẽ bị các người thả chạy mất. Tay cố minh xâm dùng sức, quay đầu bất đắc dĩ nói. Chạng vạn hắn vốn định đưa Lý Đại Phú đi cục cảnh sát, nhưng nhìn thấy vết máu trên mặt đất lại tạm thời thay đổi chủ ý, lưu lại mấy bảo tiêu đem người nhốt tới nhà kho bỏ hoang gần ngõ nhỏ, chuẩn bị từ bệnh viện trở về mới xử lý. Ba người Lý Tuấn Phi vốn không liên quan đến chuyện này, nhưng vừa nghe lý đại phú này chính là bọn buôn người lúc trước lừa gạt em gái anh dương nhất định xung phong nhận việc ở lại cố minh sâm vội vàng đi bệnh viện cũng không có tinh lực quản lúc này mới tạo thành cục diện như bây giờ làm sao có thể ngoài cửa không phải còn có vệ sĩ của cố đại ca sao dù thế nào người cũng sẽ không chạy đúng vậy đúng vậy nhiều lắm chúng ta bị chút thương ba cái đánh một cái đều có thể đánh thắng ba người lý tuấn phi nghe nói cười ha hả nói trong lòng lại chột dạ. Vừa rồi bọn họ không phòng bị, đầu cao thư văn thiếu chút nữa nở hoa. May mắn Cố Minh xâm kịp thời chạy tới, nếu không thật sự xảy ra sự cố ở chỗ bọn họ, đánh chết bọn họ cũng không bồi tội nổi. Được rồi, tôi bảo tài xế đưa ba người các cậu về, chuyện hôm nay nhớ kỹ đừng truyền ra ngoài, thối hết trong bụng tôi. Cố Đại ca yên tâm, chúng ta đều là trốn học đi tiệm nét bị bắt về. Đúng đúng đúng. Tay này của ta cũng là lúc trèo tường không cẩn thận ngã. Ba người Lý Tuấn Phi rất là lên tiếng, nghe Cố Minh Sâm nói như vậy lập tức vỗ ngực cam đoan nói, cam đoan xong cũng không dám dừng lại nữa, ngoan ngoãn nằm miệng đi ra cửa. Ngươi chính là đại ca mà mấy thằng nhóc kia nói. Ta cảnh cáo ngươi, sau lưng ta. À, sau khi ba người Lý Tuấn Phi đi rồi, Lý đại phú nằm trên mặt đất bị ghế đập cho mắt bốc sao băng rốt cục thở phào, nhưng một câu uy hiếp còn chưa nói xong lại bị cố minh Sâm một cước đá bay ra ngoài. Người sau lưng có người nào cứ việc báo ra, dám động ta cố gia người, ta một cái cũng sẽ không buông tha. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cố minh Sâm cũng không cần kiên kỵ, hoàn toàn trầm mặt, tiến lên túng lấy cổ áo Lý Đại Phú. Cậu! Cậu là đại gia cố gia ở thành phố Bắc Kinh, đại thiếu gia cố minh Sâm. Khoảng cách gần như thế, Lý Đại Phú đầu choáng váng rốt cục thấy rõ bộ dáng đối thủ, khác với mấy tiểu tử Lý Tuấn Phi, cố minh sâm âu phục dày da, chỉ nhìn cách ăn mặc đã biết là người thành công thành thục ổn trọng. Càng miễn bàn hắn khuôn mặt kia, không biết tại kinh thành báo chí cùng tạp chí thượng xuất hiện bao nhiêu lần, chỉ liếc mắt một cái liền để cho Lý Đại Phú nhận ra. Cố Minh Sâm Đây chính là Cố Minh Sâm. Là 14 tuổi liền vào Hoa Quốc viện nghiên cứu, 18 tuổi nghiên cứu ra tin tức khoa học kỹ thuật phương diện kỹ thuật mới, đạt được cấp thế giới giải thưởng nhân vật thiên tài. Tuy rằng về sau không biết nguyên nhân gì rời khỏi giới nghiên cứu khoa học ngược lại tiến công giới thương mại, nhưng một tay thành lập công ty mới cũng ở trong vòng 2 năm ngắn ngủi đặt chân vào Hoa Quốc, lần thứ hai đi lên tạp chí, trở thành đại lão thương giới trẻ tuổi nhất giới kinh doanh. Nhân vật lợi hại như vậy. Còn có nhà giàu có nội tình thâm hậu như cố gia làm bối cảnh, cho dù người sau lưng mình có lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng xem ra ngươi nhận ra ta. Cố Minh Sâm thấy Lý Đại Phú gọi tên mình, nhìn không được cười lạnh nói. Cố Đại Thiếu, chuyện này nhất định có hiểu lầm, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Sau khi nhận ra Cố Minh Sâm, Lý Đại Phú vốn còn diễu võ dương oai nhận sợ, chật vật từ trên mặt đất bò lên, không lưng cười làm lành nói. Anh trói em gái tôi lại còn nói là hiểu lầm. Cố Minh Sâm nghe vậy giận quá hóa cười, trực tiếp đạp người ngã xuống đất, một cước đạp vào ngực anh. Cố đại thiếu. Cái này, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Tôi đúng là làm việc buôn bán nhân khẩu, nhưng sao lại có gan lừa gạt con của cố gia ngài. Ngài nhất định là nhận lầm người rồi. Bọn họ là bọn buôn người không sai, nhưng cũng không phải trên đường cái tùy tiện nhìn thấy một đứa bé liền xuống tay. Thành viên trong nhóm trước khi động thủ đều sẽ sớm dò xét rõ ràng tình huống đối tượng mục tiêu, phàm là người trong nhà có chút bối cảnh cũng sẽ không đụng vào miễn cho vì chút tiền lễ như vậy đem toàn bộ tổ chức đều bồi thường vào hôm nay cái kia gọi viên viên tiểu cô nương chính là mùi mùi của ta nếu không là bị ta tam đệ trùng hợp gặp được cứu nói không chừng liền bị ngươi tươi sống đánh chết rồi vậy đứa bé kia là ta hai năm trước từ nam tỉnh quẹo tới nam tỉnh cùng kinh thì cách có mười vạn tám ngàn dặm xa ta như thế nào cũng không nghĩ tới mùi mùi của ngài sẽ chạy đến bên kia a à hắn nói đều là lời nói thật, kinh thành bên này có quyền thế người ta nhiều, bọn họ xuống tay bình thường đều sẽ chạy tới tương đối hẻo lánh lạc hậu huyện thành, cực ít sẽ ở kinh thành tìm kiếm mục tiêu. Hai năm trước hắn cùng hai người khác trong nhóm hợp tác bắt cóc bảy tám đứa trẻ ở tỉnh C, cô gái tên viên viên này là lúc mình chuẩn bị trở về ở ven đường nhìn thấy thuận tay mang theo. Cái này đánh chết cũng sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến con gái nhà giàu nhất thành phố Cố Gia A. Hết chương này chương 8 Nhị ca trở về Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Anh hai đã trở lại Lý Đại Phú Việt nhìn Cố Minh Sâm từ trên cao nhìn xuống dẫm lên mình, trong lòng một vạn hối hận. Phải biết rằng sẽ có tai họa như hôm nay, lúc trước ở tỉnh C cho dù có người cầm dao kệ trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không mang viên viên đi. Em nói em lừa em gái anh ở Nam tỉnh, Cố Minh Sâm nghe vậy dừng động tác trong tay, nhèo mắt lại nói. Lúc ấy trong tay chúng ta đã có bảy đứa trẻ, đang chuẩn bị thu tay đem vận chuyển hàng hóa đi phương Bắc, ai ngờ lúc rời khỏi thị trấn thuốc lá trong túi không thấy đâu, ta xuống xe đi mua thuốc lá, vừa lúc nhìn thấy bên cạnh một hộ gia đình cửa lớn mở rộng, bên trong giường trúc chiếu thượng nằm một đứa bé. Lúc ấy toàn bộ thị trấn nhỏ đều bị bọn họ lục lọi khắp nơi, cũng không có nhân vật lợi hại gì, hơn nữa cô bé kia mặc áo sơ mi cũ của người lớn nằm ở trên chiếu trách ngủ, thấy thế nào cũng là gia đình nghèo khổ. Đứa nhỏ kia bộ dạng thật sự là quá đẹp mắt, bất kể là bán cho người khác làm nữ nhi hay là nuôi dưỡng đưa lên núi làm vợ cho người ta đều là làm ăn kiếm lời không lỗ. Một con dê béo lớn như vậy đưa tới bên miệng, bảo hắn làm sao có thể nhìn không được. Những lời em nói tốt nhất đều là sự thật, nếu dám bịa đặt lung tung trước mặt anh. Cố Minh Sâm càng nghe nhíu mày càng sâu, trầm mặt uy hiếp. "Cố đại thiếu nếu không tin có thể cho người đi huyện Vân Thủy tỉnh C điều tra." Ngay tại Ở Vân Thủy huyện trong nhà máy nước máy. "Đúng, nhà đối diện nhà máy nước máy kia. Hướng bên phải hai ba gian còn có một nhà bán đồ vật." Lý đại phú lo lắng nhớ lại cảnh tượng năm đó, dưới dục vọng cầu sinh mãnh liệt thật sự đem kiến trúc mang tính biểu tượng chung quanh miêu tả ra ngươi đem những gì ngươi vừa nói viết xuống còn có thành viên băng đảng và cứ điểm tổ chức sau lưng ngươi cũng viết cho ta cố minh sâm thấy bộ dáng lý đại phú đích xác không giống như là nói dối vì thế gọi người vào ném cho hắn một bộ giấy bút bảo hắn viết xong trên giấy rồi ký tên ấn dấu tay nếu như lý đại phú nói là thật như vậy sự kiện viên viên bị bắt cóc nhất định còn có những người khác nhúng tay vào rốt cuộc là ai muốn hại cố gia bọn họ là thế lực đứng sau tổ chức buôn người hay là kẻ thù trong kinh doanh cố đại thiếu tôi viết xong rồi ngài xem thử cố minh sâm trầm mặt đứng ở một bên tự hỏi lý đại phú ở một bên đã dựa theo yêu cầu của hắn nhanh chóng viết xong đem giấy đưa qua cố minh sâm nghe vậy phục hồi tinh thần lại đưa tay nhận lấy tờ giấy tỉ mỉ nhìn một lần sau đó gấp lại bỏ vào trong túi trong ánh mắt tha thiết chờ đợi của lý đại phú quay đầu nhìn về phía vệ sĩ nói bây giờ tôi ra ngoài làm việc, các anh coi chừng người ta, bỏ đói anh ta ba ngày trước, sắp tắt thở rồi mới đút nước miếng cho anh ta. Lý Đại Phú nghe vậy mặt bá, một cái liền trắng bệch, vừa lăn vừa bò tiến lên muốn bắt lấy ống quần cố minh sâm, cố đại thiếu. van cầu ngài dơ cao đánh khẽ thả ta một ngựa đi. Ta lúc trước thật sự không biết đó là mùi mùi của ngươi. Nếu không ngài đem ta giao cho cảnh sát, ta nguyện ý tại cục cảnh sát nhận tội phục hình không vội, về sau sẽ đưa ngươi vào, chờ ngươi đem thống khổ gây ra cho mùi mùi ta nhất nhất trả lại, ta sẽ đem ngươi đưa vào cục cảnh sát. Cố Minh xăm chán ghét đá văng tay Lý Đại Phú, ý bảo vệ kéo người xuống, sau đó nhấc chân ra cửa. Mà khi Cố Minh xăm rời kho hàng đi điều tra chuyện này, bên kia, nhị thiếu gia Cố Tinh Quân cũng rốt cục chạy tới cửa bệnh viện. Cố Tinh Quân là diễn viên, gần đây đang quay một bộ phim cổ trang huyền huyễn cỡ lớn, bởi vì diễn vai ma tôn nhân vật phản diện khá nhiều, liền dứt khoát vào đoàn làm phim. Buổi chiều lúc Lưu Bá gọi điện thoại tới ông đang chụp ngoại cảnh, chụp xong trở lại studio mới nhìn thấy tin tức. Sau khi biết được em gái tìm về cũng bị bọn buôn người đánh vào bệnh viện, cố tình quân ngay cả quần áo cũng không thay, đội tóc giả cùng cổ trang lên xe, vội vàng chạy về thành phố. Anh Kiệt, em xuống trước đây, các anh dừng xe lại đi bệnh viện tìm em. Lúc này trước cửa bệnh viện có rất nhiều người đến xem cấp cứu, xe bị chặn ở lối vào bãi đổ xe, cố tinh quân trong lòng sốt ruột, thấy xe phía trước 5 phút mới di chuyển một mét, dứt khoát cởi dây an toàn, mở cửa xe muốn đi xuống. Nơi này nhiều người như vậy ngươi khẩu trang mũ cũng không đội, là sợ người khác không chú ý tới ngươi sao. Nhưng mà cố tinh quân mới vừa mở cửa xe vương ra một chân, đã bị người đại diện bên cạnh kéo trở về, người sau hùng hổ kéo cửa xe lại, vừa mắng vừa lấy khẩu trang mũ từ trong túi sách ra ném cho hắn. Vừa mới ở trên đường cố tinh quân ở trong xe thay quần áo tháo mũ trùm đầu, nhưng trang điểm trên mặt vẫn còn, trang điểm trong phim tiên hiệp huyền huyễn luôn luôn tương đối khoa trương, hắn diễn vai ma tôn hắc hóa mắt thập phần thu hút sự chú ý của mọi người, muốn xuống xe, ở trong đám người thỏa đáng là tiêu điểm. Không có lỗi với kiệt ca, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy mùi mùi, quá mức nóng vội, lại đem chuyện quan trọng như vậy đều quên mất cố tinh quân bị kéo trở về không chỉ không tức giận, ngược lại nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, nhanh chóng đội khẩu trang mũ lên, cẩn thận kéo kỹ, che kín mặt mình. Là ngôi sao, xuất hiện ở nơi công cộng bị phan người qua đường nhận ra là chuyện thường, cố tinh quân không sợ phiền toái, nhưng hắn sợ ở trong bệnh viện gây ra ồn ào ảnh hưởng đến bệnh nhân và em gái mình. Có cái gì tốt không xứng, ta hiểu tâm tình của ngươi bây giờ, yên tâm đi, ta cùng ngươi đi vào, có vấn đề gì ta kịp thời nhắc nhở ngươi. Nhìn bộ dáng khẩn trương như thế của cố tinh quân, Vương Kiệt An ủi vỗ vỗ bả vai hắn, đội khẩu trang mũ lên, cùng hắn xuống xe. Đinh Hai người đàn ông cao hơn một mét 8 võ trang đầy đủ, một đường lén lút đi vào tòa nhà nằm viện như kẻ trộm, thật vất vả tránh được đám người đi vào thang máy, chờ sau khi cửa thang máy mở ra đi vào, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Phòng bệnh tròn trịa ở tầng 7, thang máy rất nhanh đã tới, cố tinh quân sau khi ra khỏi thang máy liền sải bước đi về phía phòng bệnh, nhưng đợi đến cửa lại dừng bước, có chút không dám tiến lên. Sao tới cửa lại không vào? Vương Kiệt thấy cố tinh quân do dự không tiến lên, nghi hoặc mở miệng hỏi. Đại ca đang nói viên viên đã không nhớ rõ chúng ta, bộ dáng này của ta đi vào có thể dọa đến nàng hay không? Hắn hiện tại trên mặt mang theo ma tôn trang, tháo khẩu trang xuống có thể sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu, nhưng không tháo khẩu trang nhìn cũng không giống như là người tốt, nếu không mình lấy dụng cụ tẩy trang đi toilet tẩy trang trước. Chờ tẩy trang xong lại trở về tìm Viên Viên. Tam thiếu gia còn không chịu để cho ta mở cửa, nói ngài đến hắn phải trở về. Nhưng mà không đợi Cố Tinh Quân làm ra quyết định, cửa phòng bệnh liền từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là quản gia Lưu Bá của Cố gia, sau khi nhìn thấy người tới là Cố Tinh Quân liền cười ha hả mở rộng cửa chính, lộ ra phía sau biểu môi vẻ mặt mất hứng của cố thần dương. Hết chương này. Chương 9 Hộ ăn mèo con mùi mùi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Hộ thực mèo con em gái sao vậy tiểu dương? Anh hai tới rồi em không vui sao? Nhìn cửa trước mặt mình mở ra, cố tinh quân trước tiên liền quay đầu nhìn về phía mùi mùi trên giường bệnh. Ai ngờ đệ đệ tiện nghi nhà mình lập tức chạy đến trước giường đem tầm mắt của mình bịt kín, đồng thời kéo mặt, giống như ai nợ hắn mấy trăm vạn. Đại ca rõ ràng cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi vừa đến ta sẽ về nhà. Cố thần dương thấy cố tinh quân còn cười, nhất thời cuối mặt tức giận nói. Hôm nay trở về cũng không phải ngày mai không thể tới, hiện tại đã quá muộn ngươi về trước thu dọn đi ngủ, ngày mai tan học ta bảo tài xế đi đón ngươi tới đây. Cố tinh quân nghe vậy an ủi nói. Vẫn là nhị ca ngươi đối với ta tốt. Không giống đại ca, vừa hung mặt vừa thối. Cố thần dương nghe nói như thế trong nháy mắt liền cao hứng, nhìn không được tiến lên cho nhị ca nhà mình một cái ôm. Đại ca mặt ngoài cũng nghiêm túc, kỳ thật đối với chúng ta đều rất tốt. Cố tinh quân nghe nói cười đưa tay xoa đầu để đệ một cái, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt hướng về phía viên viên trên giường. Lúc này viên viên đang dùng đệm dựa nhỏ chóng đỡ ngồi ở trên giường bệnh ăn cơm, trải qua nửa giờ ngủ ngắn ngủi vừa rồi, trạng thái thân thể của nàng lại tốt hơn không ít vết thương nhỏ trên mặt cùng trên tay cũng không giấu vết biến mất mấy chỗ đang cầm muỗng nhỏ vùi đầu khổ ăn bác sĩ nói cậu vừa làm phẫu thuật xong vẫn không thể lộn xộn cậu ngoan ngoãn dựa vào chờ anh trai đút cho cậu hắn vừa rồi vội vàng cùng nhị ca đối kháng trong lúc nhất thời quên nhìn mùi mùi ai biết chỉ trong chốc lát nàng cũng đã cầm lấy đồ ăn tự mình ăn không cần ca ca đút viên viên gửi mấy lần viên viên trong miệng còn cắn bánh bao thỏ nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn căng phòng, nói cũng nói không rõ ràng, thấy cố thần dương tiến lên đoạt, lập tức vương tay ngắn bảo vệ chén trước mặt, đồng thời dùng sức nắm cán thìa, rất giống mèo nhỏ bảo vệ thức ăn. Sức lực của viên viên sao lại lớn như vậy? Viên tròn nhỏ nhìn nho nhỏ mềm mại rất dễ đáng đo, khí lực lại lớn thần kỳ, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chui muỗng, cố thần dương lại không dám cứng trắng bẻ sợ làm đau nàng, trong lúc nhất thời lại không có cách nào đoạt lấy thìa lần này không chỉ có cố thần dương mà ngay cả cố tinh quân vừa nhìn thấy mùi mùi còn đắm chìm trong mỹ mạo của nàng cũng phát hiện không thích hợp nhanh chóng tiến lên giúp đỡ đệ đệ cùng nhau đem cái bàn nhỏ đặt trên bàn ăn bỏ xuống lại cẩn thận đoạt lấy thì nĩa trong tay viên viên ô hoa viên viên thấy đồ ăn toàn bộ bị cướp ánh mắt đỏ lên qua một tiếng liền khóc lên bởi vì vừa mới uống sữa khóe miệng còn treo vết sữa một bên khóc một bên còn không quên đem một chút xíu vết sữa kia liếm vào, nhìn vừa buồn cười lại làm cho người ta đau lòng. Viên Viên đừng khóc, anh trai không phải không cho em ăn, là sợ em tự động thủ làm tổn thương đến thân thể. Nhìn thấy em gái khóc lợi hại, Cố Thần Dương nhanh chóng tiến lên giải thích, nhưng dỗ nửa ngày cũng không thấy cô dừng lại. Vẫn là cố tình quân nghĩ tới cái gì, múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đút tới bên miệng muội muội, quả nhiên người sau lập tức ngừng khóc khẩn cấp há miệng, ngao ô một ngụm đem thì ngậm vào trong miệng. Tiểu Dương, viên viên như vậy rất có thể là bảo vệ thức ăn. Thấy viên viên ăn như hổ đói, cố tinh quân đưa tay sờ sờ đầu em gái, bưng bát tới tiếp tục đút cho bé ăn mấy muỗng, sau đó chuyển bát đũa cho bác Lưu, kéo cố thần Dương qua một bên nói. Không phải mèo con chó nhỏ mới có thể bảo vệ thức ăn sao? Cố thần Dương xoa xoa lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Người cũng biết, chỉ là ngươi chưa từng thấy qua mà thôi. Cố tinh quân biểu tình phức tạp nói. Ba năm trước ta theo đoàn làm phim đi ép quốc một cái trấn trên lấy cảnh, ở ven đường nhìn thấy một cái đói đến ngồi sổng trên mặt đất gặm cỏ dại nam hài, ta thấy hắn đáng thương liền đem trong tay ta hộp cơm cho hắn, ai biết vừa đi không bao lâu liền có người tới cướp. Lúc ấy đứa bé kia bị hai ba người vây quanh, bị đánh cũng gắt gao ông hộp cơm không buông ra, sau đó dứt khoát cầm đồ nhét vào trong miệng, hai ba cái liền đem cả hộp cơm cho ăn hết cho nên viên viên cũng giống như đứa bé này cố thần dương càng nghe sắc mặt càng thêm ngưng trọng hai tay cũng không tự chủ nắm chặt lại đúng rồi từ khi mình lấy đĩa thức ăn ra viên viên liền trở nên không thích hợp tuy nói đại ca cố ý để cho chuyên gia dinh dưỡng làm đồ ăn định chế hương vị khẳng định không kém nhưng biểu hiện của viên viên cũng quá khoa trương một chút cơ hồ là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên đồ ăn những thứ khác hết thảy đều không để vào mắt. Đúng vậy, viên viên ở bên ngoài nhất định chưa từng ăn một bữa no, cho nên mới xuất hiện hành vi bảo vệ thức ăn. Sắc mặt cố tinh quân cũng rất khó coi, hắn không nghe được buổi tối viên viên cùng đại ca bọn họ nói những chuyện kia, nhưng chỉ nhìn biểu hiện hôm nay của nàng đã đoán được 89 chín phần 10. Mấy huynh đệ bọn họ sinh ra ở Hào Môn, từ nhỏ kim tôn ngọc quý lớn lên, chưa từng thể nghiệm qua khó khăn của nhân gian, cho tới bây giờ cũng chưa từng vì ấm no lo lắng qua, thậm chí bởi vì ăn quá nhiều còn có chút kén ăn. Nhưng vừa nghĩ tới lúc bọn họ chọn ba lấy bốn, không ăn cái này không ăn cái kia, viên viên còn ở bên ngoài ăn không đủ no bị bức bách đi ăn xin đổi một miếng ăn, trong lòng nhất thời dân lên ấy nấy nồng đậm, khó chịu không chịu nổi. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, các ngươi không cần tự trách, đây không phải lỗi của các ngươi, chỉ cần kế tiếp chiếu cố viên tiểu thư thật tốt, để cho nàng có đầy đủ cảm giác an toàn sẽ không giống như hôm nay. Quản gia Lưu Bá đứng ở một bên thấy hai thiếu gia đều không nói lời nào, đoán ra bọn họ đang suy nghĩ gì, vì thế chủ động đi lên phía trước khuyên bảo. Bác Lưu nói đúng, việc cấp bách bây giờ là chăm sóc tốt viên viên. Cố Tinh Quân nghe vậy đồng ý gật đầu, lấy lại tinh thần đi về bên giường em gái. chú Lưu, chú này vì sao phải đội mũ che mặt? chú ấy có phải là người xấu không? Nhưng mà cố tinh quân vừa mới cố lên sĩ khí một giây sau đã bị một câu nói của viên viên chọc thủng. Viên viên ăn no đã trở về trạng thái bình thường, lực chú ý cũng từ thức ăn chuyển dời đến mấy người trong phòng nhiều ra. Nhìn chú cao bồi quái dị đội khẩu trang mũ một thân đen còn vẽ tai mắt kỳ quái tới gần mình, nhất thời có chút sợ hãi rụt về phía sau bác lưu, vừa rụt một bên lại nhìn không được tò mò thò đầu ra, chấp đôi mắt to như quả nho, cẩn thận mở miệng hỏi. Ha 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 ha, thúc thúc. Nhị ca ngươi thành thúc thúc. Còn là một thúc thúc hư hỏng ha ha ha. Cố thần dương vốn còn đắm chìm trong bi thương không thể tự kiềm chế, bị mũi mũi nhắc lời như vậy, nhất thời đem bi thương tạm thời ném ra sau đầu, đưa tay vỗ đùi, đối với nhị ca nhà mình phát ra cười nhạo vô tình. Hết chương này. Chương 10 Hình cầu sẽ đọc tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Viên Viên sẽ đọc tâm. Không phải chú, là anh trai, em là anh hai Cố Tinh Quân của anh. Cố Tinh Quân bị em gái gọi là chú, lại bị em trai cười nhạo, cả khuôn mặt đều suy sụp, có chút buồn bực giải thích. Tuy nói Tam Đệ vẫn là học sinh trung học, mới 17, nhưng mình tuổi cũng không lớn a. À. Rõ ràng tháng trước vừa mới qua hết sinh nhật 20 tuổi, tính toán đâu ra đấy cũng liền so với Tam Đệ lớn hơn 3 tuổi chuẩn xác mà nói còn chưa đầy 3 tuổi, so với 3 tuổi còn kém 2 tháng. Chỉ kém 2 tuổi lẻ 10 tháng, sao tam đệ là ca ca, mình lại thành thúc thúc chứ? Hơn nữa còn là chú hư. Cố tinh quân buồn bực không chịu được, một bụng ủy khuất muốn phát tiết lại không biết mở miệng như thế nào. Nhất định là do ma tôn trang điểm làm hại, sớm biết vậy đã lấy dụng cụ đi toilet tẩy trang trước, tẩy trang xong sẽ không cần dùng khẩu trang mũ che mặt nhị ca ca chỉ lớn hơn tam ca ca hai tuổi lẻ mười tháng sau. Mà tôn trang. Vậy là cái gì? Cố tinh quân oán thầm trong lòng, viên viên lại như là nghe được tiếng lòng của hắn, từ sau người lưu bá thò đầu ra, nghi ngờ trừng mắt hỏi. Sao cậu biết anh hai lớn hơn tớ hai tuổi mười tháng? Viên viên vừa nói ra, cố tinh quân còn chưa kịp phản ứng, cố thần dương kinh ngạc mở miệng nói. Hắn nhớ rõ lúc đại ca giới thiệu thành viên gia đình cho Viên Viên không có nói cho nàng biết tuổi tác của mấy ca ca, nàng là từ đâu biết được hai huynh đệ bọn họ chênh lệch tuổi tác cụ thể như vậy. Là nhị ca ca tự mình nói nha, Viên Viên nghe vậy nghi hoặc nghiêng đầu nói. Nàng tuy rằng trốn ở sau lưng tam ca ca không thấy nhị ca ca mở miệng, nhưng xác thực nghe được thanh âm hắn nói chuyện. Vừa rồi không phải chỉ nói một câu sao? Chẳng lẽ lỗ tai tôi xảy ra vấn đề? Cố thần dương nghe vậy càng thêm kinh ngạc, xoa xoa lỗ tai của mình, quay đầu nhìn cố tinh quân dụng ánh mắt dò hỏi. Nhị ca ca vừa rồi rõ ràng nói rất nhiều lời. Tiểu đoàn tử nghe vậy thập phần không đồng ý mà phản bác, đồng thời vương ngón tay ra kiểm kê từng câu. Nhị ca ca nói tam ca ca chỉ có 17 tuổi, nhưng chính mình cũng mới 20 tuổi, tháng trước vừa qua 20 tuổi sinh nhật. Nhị ca ca còn nói, chính mình là bởi vì ma tôn trang điểm mới bị viên viên nhận thành xấu thúc thúc đấy, sớm biết vậy liền đi toilet tẩy trang trước, cũng không cần lấy khẩu trang mũ che mặt. Mỗi lần viên viên nói ra một câu, sắc mặt cố tinh quân liền biến hóa vài phần, chờ nạn nói toàn bộ người đều sững sờ tại chỗ, giống như hóa đá, bất động mở to hai mắt. Anh hai, anh sẽ không thật sự nói những lời này trong lòng chứ? Cố thần dương thấy vẻ mặt quái dị của cố tinh quân, nhìn không được cười khang hai tiếng, thử mở miệng hỏi. Cố tinh quân nghe vậy phục hồi tinh thần lại, không trả lời trước, mà đem những người khác trong phòng bệnh chi ra ngoài trước, chờ trong phòng chỉ còn lại có ba huynh muội bọn họ, mới ngưng trọng gật đầu. Vậy, đó chính là nói. Mùi mùi của chúng ta có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác. Cố thần dương nghe vậy trừng to mắt, khiếp sợ đến ngay cả nói cũng không lưu loát. Tiếng lòng là gì? Viên viên không biết hai người anh trai đang nói gì, chớp mắt to, giọng trẻ con mở miệng hỏi. Tiếng lòng chính là thanh âm trong lòng người. Cố thần dương biểu tình quái dị giải thích, nói đến một nửa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngồi xổm xuống đè bả vai viên viên, nhìn thẳng nàng nói, viên viên, ngươi có thể nghe một chút trong lòng nhị ca hiện tại đang suy nghĩ cái gì không? Nhị ca ca nói viên viên có thể là tiểu thần tiên chuyển thế, còn nói viên viên rất đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn lúc nào cũng xoa đầu viên viên. Viên viên vốn còn vẫn tay chăm chú nghe, nhưng nghe xong liền không nhìn được chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Viên viên có thể để nhị ca ca nhéo mặt một cái, nhưng là đầu không được, tiểu hổ ca ca nói, tiểu bằng hữu đầu là không thể sợ, sợ nhiều liền không cao. Nàng vốn là không cao, chân ngắn tay ngắn, mỗi lần phòng tối phát thức ăn nàng đều cướp không lại ca ca tỷ tỷ khác. Lúc đi ra ngoài ăn xin cũng luôn bởi vì vóc dáng thấp mà bị người đụng phải. Cho nên nàng muốn nhanh chóng lớn lên giống tiểu hổ ca ca giống nhau lớn lên cao một chút cường tráng một chút cũng không cần lo lắng bị người khác khi dễ viên viên thật sự có thể nghe được suy nghĩ trong lòng bị mùi mùi nói ra không sóc một chữ cố thần dương đầu tiên là nhìn không được mặt già đỏ lên nhưng rất nhanh liền không còn thẹn thùng có chút không biết làm sao nhìn về phía cố tinh quân nghe được tiếng lòng của người khác đó là tình tiết mới xuất hiện trong phim ảnh hiện tại viên viên có được năng lực này chợt nghe có lẽ rất khóc trên thực tế lại thập phần nguy hiểm bọn họ làm anh trai tuy rằng sẽ không làm gì em gái nhưng người khác thì không nhất định người có dụng tâm kín đáo sau khi biết có lẽ sẽ lợi dụng năng lực của viên viên mưu lợi cho mình cũng có thể vì lợi ích đưa cô đi làm nghiên cứu những thứ này đều là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy thật tốt quá viên viên có thể nghe được tiếng lòng của nhị ca ca cố thần dương và cố tinh quân đang rầu rĩ vì chuyện này phát hiện viên viên có năng lực đọc tâm mình lại cao hứng không thôi. Nàng có thể nghe được thanh âm trong lòng nhị ca ca cùng tam ca ca, đó là khẳng định cũng có thể nghe được tiếng lòng của những người khác. Chú Lý nói cô sinh ra chính là sao chổi, không có mấy người sẽ thích cô, lúc ăn xin gặp được chú gì tốt bụng trả tiền cũng chỉ là chê cô bẩn nhanh lên đuổi cô đi, mặt ngoài nhìn hiền lành, trong lòng cũng rất chán ghét cô. Hiện tại nàng có năng lực nghe tiếng lòng người khác là có thể đi nghe xem có bao nhiêu người thích mình. nhị ca ca tính một, tam ca ca cũng tính một, còn có nhị ca ca tam ca ca, viên viên ra cửa tìm lưu bá bá. viên viên bẻ ngón tay đếm, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, sốt chăn lên liền khẩn cấp nhảy xuống giường chạy ra cửa. đại ca ca không có ở đây, nhưng trước cửa còn có lưu bá bá. ca ca nói lưu bá bá là quản gia cố gia, hắn thoạt nhìn hòa ái dễ gần, hơn nữa nhìn thấy mình liền cười nếu luôn cười với nàng, vậy cũng nên thích mình chứ. Viên viên hưng phấn muốn chạy ra cửa tìm người thí nghiệm, theo lý mà nói cô bị gãy xương sườn vừa mới phẫu thuật xong là không có biện pháp xuống giường, nhưng lúc này cô sốc chăn lên nhảy xuống giường, thập phần linh hoạt chạy về phía cửa, chạy trốn so với thỏ con còn nhanh hơn. Viên viên, em đi đâu vậy? Anh vừa mới phẫu thuật xong không thể lộn xộn. Cố tinh quân cùng cố thần dương đang phiền não nên xử lý chuyện này như thế nào, ai biết ngay trong lúc bọn họ ngây người viên viên cũng đã chạy xuống giường vọt tới cửa nhất thời sợ tới mức giật mình một cái song song mở miệng hô vọt tới hết chương này